Ngày 6 tháng 3, ngày thứ hai phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần công bố gồm 117 trên 160 trang của bản cáo trạng. Cơ quan chức năng xác định trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng. Ngoài các tài sản đã bị kê biên, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô và 10,2 triệu cổ phần SCB. Cáo trạng xác định, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 bị cáo trốn truy nã, thì 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Trong đó, rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng bị cáo Lan, đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, cháu bị cáo Lan, nộp gần 1,1 tỷ đồng và 3.000 đô. Đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo cao cấp tại ngân hàng SCB, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB, là người nộp khắc phục nhiều nhất với 20 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Dương Tấn Trước, tổng đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt đã trả cho ngân hàng SCB 813 tỷ đồng đối với hai khoản vay của công ty Tường Việt và công ty Việt Đức. Bị cáo Trước còn xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, vợ bị cáo Trước và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn còn nộp khắc phục cho bị cáo Trước khoảng tổng cộng 52 tỷ đồng. Nhóm bị cáo từng công tác tại cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục 2 cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước gọi tắt là cục 2 đã nộp 4,8 triệu đô và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh án thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã nộp 390.000 đô. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella, người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan đã nộp 657,5 tỷ đồng và 3,3 triệu đô, tương đương khoảng hơn 82,5 tỷ đồng. Nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu đến hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Như vậy, theo hồ sơ, các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô và 10,2 triệu cổ phần ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả. Ngày 27 tháng 10, 2014, tiêu chuẩn số 05 và hàng kèm trong thông tư 28 của Bộ Tài chính ngày 6 tháng 3, 2015 giúp cho ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo giải ngân cho khoản vay của 11 khách hàng với tổng giải ngân là 1.140 tỷ đồng. Tổng nghĩa vụ trả nợ đến 17 tháng 10, 2022 là